Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa. Chúa Nhật thứ 23 thường niên năm C. Giờ đây xin mời anh chị em đứng chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu. Người ngoài lại bảo họ rằng nếu ai đến với ta mà không bỏ cha mẹ vợ con anh chị em và cả mạng sống mình thì không thể làm môn đệ ta còn ai không vác thập giá mình mà theo ta thì không thể làm môn đệ ta và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính phí tổn cần thiết xem có đủ để hoàn tất không kẹo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác Mà trước tiên không ngồi suy nghĩ Xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương Dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng Bằng chẳng nổi thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, Bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có thì không thể làm môn đệ ta. Xin mời anh chị em ngồi. Anh chị em thân mến, một hiện tượng mới xảy ra ở Việt Nam là con số các em học sinh tự tử ngày càng tăng lý do các em bị sức ép tâm lý từ phía cha mẹ về vấn đề học hành cha mẹ nào cũng muốn cho con cái thi và đậu vào các trường đại học mà sau này sẽ kiếm được nhiều tiền hoặc có danh giá như là luật sư bác sĩ bộ y tế và bộ giáo dục đào tạo đã công bố con số học sinh có ý định tự tử ngày càng cao trong năm 2011 đến 2015, cứ năm em học sinh lại có một em có ý định tự tử. Nguyên nhân chính dẫn tới ý định này chính là sự kỳ vọng quá lớn của cha mẹ vào con cái của mình. Tuy nhiên thưa anh chị em, sự kỳ vọng này luôn vượt quá khả năng của con cái, tạo ra một sức ép rất lớn làm cho các em luôn cảm thấy nặng nề trong cuộc sống và đi tìm cái chết như là giải thoát khỏi sự ức chế này. Sự kỳ vọng của cha mẹ được gọi là thiếu khôn ngoan anh chị em ạ. À, chúng ta kỳ vọng vào con cái như vậy quả thật là thiếu khôn ngoan. Khôn ngoan trong đời sống luân lý Kitô giáo là một trong bốn nhân đức trụ đức khôn ngoan là nhân đức giúp lý trí sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh phân định được điều thiện đích thực và lựa chọn những phương tiện thích hợp để đạt tới điều thiện đó thưa anh chị em vâng đức khôn ngoan trực tiếp hướng dẫn sự phán đoán của lương tâm người khôn ngoan quyết định và sắp đặt cách hành động của mình theo sự phán đoán này đó là điều mà lời Chúa hôm nay nhắn nhủ từng người chúng ta. Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể là môn đệ của Ta được. Quả thật thưa anh chị em. Bước theo Chúa Giêsu là một chọn lựa khôn ngoan, bởi nói như Phêrô, Thầy mới có những lời ban sự sống đích thật. Chính Chúa cũng đã khẳng định điều đó, Thầy là đường là sự thật và là sự sống. Cho nên, chọn con đường theo Chúa Kitô là biết định hướng cho cuộc đời của chúng ta, thưa anh chị em. Đây là một định hướng đúng đắn, bởi ngoài Chúa Giêsu ra, chúng ta không tìm đâu được hạnh phúc và sự sống đích thật. Thế nhưng nếu chỉ dừng lại ở định hướng thôi, chưa có đủ. Vâng, định hướng thôi chưa có đủ, nhưng còn phải là hành động. Bởi vì giá trị cuộc sống của Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta quả là vô song, nên hành động của chúng ta cho việc bước theo Chúa cũng đòi hỏi một thái độ dứt khoát từ bỏ hết những gì mình có cuộc đời chúng ta có những gì anh chị em chúng ta có những gì ông gióp đã nói thân trần truồng tôi sinh ra từ lòng mẹ vâng chúng ta chẳng có gì điều đó có nghĩa là sự hiện hữu của chúng ta là do bởi tình yêu thương vô bờ của chúa và những gì chúng ta đang có thực ra nó thuộc về chúa cái chúng ta có chăng là cái tôi, một cái tôi đã bị ô nhiễm bởi nguyên tội. Nên chất chứa bao nhiêu là tự ái, ích kỷ, tham lam và nói như Đức Phật đó là lòng dục. Cái ham muốn nguyên nhân của bao khổ đau. Vâng, thưa anh chị em. Trên con đường theo Chúa, từ bỏ mọi sự mình có không gì hơn là loại trừ tính kiêu căng, lòng tham vô đáy và hưởng thụ vô độ. Sự từ bỏ như thế là một sự khôn ngoan. Điều mà Chúa Giêsu đòi hỏi. Bởi chính khi từ bỏ như thế là chiếm hữu được hạnh phúc vô biên, từ bỏ cái tôi ích kỷ để nhận được Đấng là nguồn mạch sự sống. Thưa anh chị em, đức tin kỳ tô giáo đòi hỏi người tin hữu phải có một sự chọn lựa khôn ngoan cho lời mời gọi của tin mừng, có nghĩa là không thể vừa là kỳ tô hữu vừa mang tính thế tục. Tinh thần ấy dẫn chúng ta đến sự hư ảo ngao mạn tự đắc và đó là một ngẫu tượng chứ không phải thuộc về thiên chúa, nói như đức thánh cha Phan Cô. Sự lựa chọn như thế chính là một sự từ bỏ mà Chúa Kitô đòi hỏi nếu muốn cất bước theo chân người. Có từ bỏ theo đòi hỏi của tin mừng, chúng ta mới có thể đến gặp được đấng mang lại cho chúng ta niềm vui đích thật. Điều đó có nghĩa là nhờ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, đấng là tình yêu nảy sinh trong chúng ta một niềm hân hoan khôn tả. Nó không bắt nguồn từ cảm xúc tự nhiên chóng qua, nhưng nó được trao dâng từ việc khám phá ra mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Thật vậy, thưa anh chị em, gặp gỡ được với đấng yêu thương quả là một hạnh phúc lớn lao và không có thể so sánh cuộc gặp gỡ này với bất cứ một cuộc gặp gỡ nào trong trần thế bởi tôi gặp gỡ là một với một đấng thật là gần gũi với tôi trong cuộc sống đấng đó không chỉ chia sẻ cuộc sống này với tôi nhưng còn mang lại cho tôi một cuộc sống mới mang tính vĩnh hằng để qua cuộc gặp gỡ này tôi hoán cải và tín thác vào tình yêu của đấng mà tôi gặp gỡ. Đó là lý do tôi được yêu cầu từ bỏ hết mọi sự mà theo người. Thưa anh chị em, chúng ta, chúng ta là những kỳ tô hữu, không thể nào đi con đường nào khác ngoài con đường bước theo Chúa với thập giá ở trên vàng. Chúng ta không có một chọn lựa nào khác hoặc là chấp nhận hoặc từ chối Không có một sự thương lượng Thế nhưng hầu như nhiều người trong chúng ta Đang nỗ lực thương lượng với thập giá Một mặt chúng ta muốn bước theo Chúa để nhận được sự sống Đằng khác chúng ta lại ngại trút bỏ chính mình những thú vui trần thế đang quá hấp dẫn lôi cuốn chúng ta Và chúng ta tỏ ra dễ dãi với chính mình Trong việc tuân giữ các điều luật Chúa dạy Chẳng hạn chúng ta tỏ ra trung thành trong việc tôn thờ chúa qua các thánh lễ mỗi ngày chúa nhật thế nhưng thưa anh chị em sự hiện diện của chúng ta trong nhà thờ sao quá thờ ơ chiếu lệ và luôn tỏ ra sốt ruột thử hỏi có bao nhiêu người tham dự thánh lễ thật lòng chủ tâm lắng nghe lời chúa và qua đó gặp được chúa Việc hiệp thông thánh thể có thực sự là nỗi khao khát Do lòng mến thúc đẩy Để được biến đổi trở nên một với Chúa Hay tất cả chỉ là một tập quán Được lập đi lập lại cách buồn chán Vâng thưa anh chị em Một lần nữa chúng ta hãy tự vấn lương tâm Hãy nhìn lại chính mình Coi còn có thập giá trên đôi vai Khi bước theo chân Chúa không Hãy khôn ngoan chọn lựa cho mình một thái độ để chiếm hữu cho mình một sự sống đời đời. Amen.